Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bắt hai đối tượng ở Quảng Trị vận chuyển hơn 400 kg thuốc nổ, pháo nổ trái phép. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an An ninh Điều tra, một đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Cam Thành, huyện Cam Lộ bắt giữ đối tượng Đỗ Ngọc Mạnh, sinh năm 1981 và Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1989, cùng chú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị về hành vi mua bán, vận chuyển hơn 400 kg vật liệu nổ trái pháp luật. Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 92C02731 lưu thông trên tuyến quốc lộ 9 theo hướng Lao Bảo - Đông Hà có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Phương tiện do Đỗ Ngọc Mạnh điều khiển, đi cùng là Nguyễn Thị Hương. Qua kiểm tra trong xe ô tô trên, lực lượng chức năng phát hiện có 31 bao tải. Bên trong có 130 kg chất rắn, nghi là thuốc nổ và 246 hộp pháo hoa, 1.000 viên pháo bi. Ước tính ban đầu, số tăng vật có trọng lượng trên 430 kg. Qua đấu tranh, lấy lời khai ban đầu, cơ quan công an xác định được hai đối tượng Mạnh và Hương đã mua số thuốc nổ, pháo nổ trên tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để tiêu thụ kiếm lời. Hiện, vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Khởi tố, bắt tạm giam kẻ đập kính ô tô, tấn công tài xế ở thành phố Thủ Đức. Chiều ngày 17 tháng 9, theo nguồn tin của Báo Giao thông, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Ngô Đức Giang, sinh năm 1981, thường trú quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ một số hành vi khác của đối tượng. Theo xác minh của đội cảnh sát điều tra tổng hợp Công an thành phố Thủ Đức, vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 15 tháng 9, anh NNS, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Đắk Lắk, điều khiển ô tô biển số 47A30682 lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Khi đi đến trước địa chỉ 130/2 đường Kha Vạn Cân, xe anh S điều khiển lấn qua phần đường bên cạnh làm ô tô biển số 59G59659 do Ngô Đức Giang điều khiển chạy hướng ngược lại không di chuyển được. Tiến Giang bức xúc, có lời qua tiếng lại rồi dùng tay lấy mỏ lết hành hung anh S. Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội và sự vào cuộc của báo chí, cơ quan chức năng thành phố Thủ Đức đã xác minh, mời các cá nhân liên quan lên làm việc. Làm việc với lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, đối tượng Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi hành hung anh S. Xác định đối tượng Giang có hành vi cố ý gây thương tích và có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thương tật đối với anh NNS, đồng thời xác định giá trị thiệt hại tài sản. 20 năm tù cho người đàn ông tấn công bé trai câu trộm cá dẫn tới qua đời. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lê Văn Y, 57 tuổi, ngụ xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là bé trai TDGB, qua đời lúc 13 tuổi, ở gần nhà của ông Y. Theo cáo trạng, chiều ngày 14 tháng 7 năm 2023, sau khi đi nhậu về, Y đi ra vuông tôm của mình ở ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị, thì phát hiện B và D, D là cháu riêng vợ ông Y, đang ngồi câu cá. Ông Y tức giận và cho rằng rất nhiều lần B đến câu trộm cá trong vuông tôm của mình. Ông đi đến tác động vào mặt B một cái, làm cậu bé té ngã ngửa ra bờ đất. D định vào can ngăn thì bị ông dùng tay tấn công người cháu vợ xuống mé vuông tôm nhưng chưa gây thương tích. Sau đó, ông tiếp tục tấn công Bảo cho đến khi bất tỉnh rồi đẩy nạn nhân xuống mương nước. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, ông Y nắm tay D kéo vào trong nhà và hăm dọa nếu nói cho ai biết thì sẽ tấn công. Sau đó, ông ra sau vuông tôm, lấy cần câu của B đem về nhà, bẻ làm đôi, vứt bỏ ở con kênh trước nhà. Đến tối cùng ngày, mẹ của B không thấy con về, bà đi tìm nhưng không gặp nên trình báo với cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng công an tỉnh Bình Trị tổ chức truy tìm đến khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2023, phát hiện nạn nhân nằm dưới mương vuông của ông Y. Hai ngày sau khi gây án, ngày 17 tháng 7 năm 2023, ông Y đi đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ông cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Trong quá trình điều tra và truy tố, ông Y thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nhưng đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, ông lại thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội, luôn quanh co, chối tội nhằm né tránh tội mình gây ra. Tại phiên tòa, bị cáo không nhận tội, nhưng kiểm sát viên và hội đồng xét xử đã thực hiện các nguyên tắc tố tụng nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ và nghiêm minh của pháp luật. Bị cáo không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc bị cáo khai theo hướng dẫn của cán bộ điều tra, bị cáo cũng thừa nhận không bị ép cung, nhục hình.
Hơn nữa, căn cứ lời khai của bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, tài liệu khác đã thu thập được, lưu trong hồ sơ vụ án. Từ đó, hội đồng xét xử có đủ cơ sở pháp lý để kết luận việc truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Y phạm tội giết người và xử phạt 20 năm tù. Người phụ nữ ở Vĩnh Long giả nhân viên ngân hàng lừa tiền tỷ lĩnh án. Ngày 17 tháng 9, kết thúc phiên xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 33 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, 17 năm về hai tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2022, bị cáo Hạnh thiếu nợ nhiều người, không có khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ, Hạnh tự nhận đang làm việc ở bộ phận cho vay đáo hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh huyện Vũng Liêm, phòng giao dịch Hiếu Nhơn, ngân hàng. Bị cáo cần vay tiền để cho khách vay đáo hạn, lãi suất 3.000 đồng trên 1 triệu đồng trên một ngày, từ 7 đến 10 ngày sẽ trả lại vốn lãi. Để tạo lòng tin cho bị hại, Hạnh lên mạng xã hội thuê người làm giả con dấu của ngân hàng, Ủy ban nhân dân xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm, giấu tên của phó giám đốc ngân hàng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiếu Thuận. Sau đó, bị cáo giả chữ ký của những người này và làm giả hợp đồng vay vốn của ngân hàng. Tin vào lời của Hạnh, ba người đã cho bị cáo vay hơn 6,5 tỷ đồng. Tiền này bị cáo chiếm đoạt, chi xài vào việc cá nhân. Nam thanh niên đến nhà bạn chơi rồi tự làm hại mình. Ngày 17 tháng 9, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ thắt cổ tự làm hại mình. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 16 tháng 9, anh Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1985 ở thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, tá hỏa khi phát hiện ra anh Trịnh Viết Duẩn, sinh năm 2003, ngụ ở thôn 10, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, qua đời trong tư thế treo cổ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Bước đầu xác định, nạn nhân từ xã Quảng Thái đi đến nhà anh Bình, trước kia cùng làm trong công ty với nhau chơi. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân đã đi ra phía sau khu nhà bỏ hoang để thắt cổ tự làm hại mình. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Bắt nhóm thanh niên hack Facebook lừa đảo 500 người chiếm đoạt 10 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng công an tỉnh Quảng Trị bắt khẩn cấp Cao Văn Hiếu, 28 tuổi và Mai Thanh Quốc, 26 tuổi, cùng chú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của nhiều người về việc bị các đối tượng mạo danh người thân ở nước ngoài nhắn tin, gọi điện dụ dỗ góp tiền làm ăn, sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Chỉ sau 3 ngày tiếp nhận thông tin, lúc 0 giờ ngày 17 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an Quảng Trị ập vào một tụ điểm tại huyện Triệu Phong, bắt giữ Cao Văn Hiếu và Mai Thanh Quốc, thu nhiều vật chứng tội phạm của các đối tượng. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, hai đối tượng được di lý về Đà Nẵng để đấu tranh. Tại Công an thành phố Đà Nẵng, bước đầu Hiếu và Quốc khai nhận đã hack Facebook của những người Việt sinh sống ở nước ngoài, sau đó dùng những tài khoản này nhắn tin cho người thân của họ ở trong nước, dụ dỗ góp tiền làm ăn nhằm chiếm đoạt. Các đối tượng còn sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã chiếm đoạt được. Bước đầu, Công an xác định, từ đầu năm 2024 cho đến nay, các đối tượng đã hack 1.000 tài khoản Facebook và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 500 bị hại trên cả nước với số tiền là 10 tỷ đồng. Hiện, cơ quan chức năng đang truy xét các đối tượng liên quan, phong tỏa các tài khoản ngân hàng của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 8201S Kon Tum. Ngày 17 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 8201S Kon Tum để điều tra hành vi nhận hối lộ. Theo đó, người bị khởi tố về tội nhận hối lộ là ông Nguyễn Xuân Đảm, sinh năm 1981, trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum. Bị can Đảm bị điều tra hành vi nhận hối lộ khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 8201S Kon Tum. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kon Tum phê chuẩn vào ngày 11 tháng 9. Để đảm bảo trong quá trình điều tra, Công an Kon Tum cũng gửi thông báo về việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đảm, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 8201S đã được gửi hồ sơ đến Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum. Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cho biết đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đảm. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum, hiện vụ việc đang trong quá trình thụ lý của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum và chưa có kết quả thông tin về Sở.